trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Ây, nghe không, đưa lời bước vào sân để anh nhổ mấy con sâu cho mấy cung của đánh vân. Ô, chạy ngay mấy thằng nhóc mày lại đây. Anh chấp vào một tay, tụi anh không phải thành thân. 1, 2, 3, 4 để đếm xem bao nhiêu. Xe máy hàng hình như một thông lệ và đèo ngay lên sau ông đệ. Tôi mới thật là tôi làm việc khác nhau. Như tôi đâu mà nó sống với cái nhà tôi sát nhau. Lúc mà nó ây yêu các kiểu, thật mà ăn chơi phè vỡ thì tôi vẫn ở nhà chìm vào đắc hậu. Thật là muốn trong giấc chiêm bao để em ngủ quên để rồi lại buông. Không biết tương lai, không biết trước sau. Nếu thí sinh cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi 5 tiếng mới được thi, ban giám khảo nhịn ăn, nhịn uống, nhịn cả vệ sinh nửa ngày mới được đi. Đi lâu in the house. Yeah. Ây, nghe không, đưa lời bước vào sân để anh nhổ mấy con sâu cho mấy cung của đánh vân. Ô, chạy ngay mấy thằng nhóc mày lại đây. Anh chấp vào một tay, tụi anh không phải thành thân. 1, 2, 3, 4 để đếm xem bao nhiêu. Đêm thì ngu với các bạn là sao biết. Mới đi tập với giấy nháp và vẫn còn ngồi đấy vác. Người vẫn có khí pháp, làm sao mà theo kịp. Ok, túi đeo chéo kiểu dân công nghệ nhưng mà không phải bóng vệ. Lái xe máy hàng hình như một thông lệ và đèo ngay lên sau mà ông đệ. Tôi mới thật là tôi làm việc khác nhau. Như tôi đâu mà nó sống với cái nhà tôi sát nhau. Lúc mà nó ây yêu các kiểu, thật mà ăn chơi phè vỡ thì tôi vẫn ở nhà chìm vào đắc hậu. Đóng mắt tôi ở Nam Cực để cho tôi đỡ nóng khi đang cực. Đã từng đứng trước đây vượt đầy ngả vào bóng đêm. Dù lời cho anh được dạy nhưng anh lại sống bên. Mình thì vung cầu chỉ thầy khi đầu anh nóng lên. Không quan tâm là người trong nhà có làm anh nhớ đến. Mình thì khi nói về money, đó là vấn đề nan giải khi tuổi anh lớn đi. Và anh biết thời gian sẽ cho anh thích nghi. Vì thì sống cuộc đời vui tươi làm việc mình thích đi. Trái ơi, trái ơi. Phải ơi, phải ơi. Nhầm bên, nhầm bên. Yeah. Có rất nhiều âm thanh khi tình huống đã chuyển động. Nhưng mà đây là âm thanh khi anh đang dần chuyển giọng. Không cần lịch sự với các bài thân lom xom. Tại vì lại nhanh hơn và một đôi chân diện rộng. Nếu muốn tồn tại trong thành phố này thì điểm thực hành phải cao hơn điểm đọc. Bản lĩnh của một cái thân đàn ông là phải lo cho gia đình, chứ không phải đi lên phố cuối tuần để biển động. Áo vàng áo xanh tắt máy cho anh xuống xe dắt bộ lên vỉa. Đóng đoàn khổng nghe anh tiếng còi phía sau gật đầu lên vỉa. Bạn của ông mới vừa gọi hả? Đang kẹt xe rồi. Sếp của ông mới vừa gọi nè. Em kẹt xe rồi. Má của ông mới vừa gọi đó. Con kẹt xe rồi. Ghế của ông mới vừa gọi nè. Anh kẹt xe rồi. Hồi nhỏ, hồi đó còn cởi mở. Nhà tôi khốn khó với cả chỗ mà cơ nhở. Con vô bộ xây nhà bộ đồ thô lỗ. Bôn bôn một cô hô cho tôi danh phố cho vợ sổ số. Con ngó hồ đồ vỡ nợ. Tôi đang rủ lũ bạn mang đủ đạn. Nút đời hút thu giữ nguyên tổ mũ vàng. Cần chỉ thủ đoạn à, để mua tay chắc chắn 18 được tôi cung mang. Nhưng mà là bây giờ I'm on TV mama I can't you see me. Thật là muốn trong giấc chiêm bao để em ngủ quên để rồi lại buông. Không biết tương lai, không biết trước sau, chỉ là yêu thương. Em ở đây rồi, anh ở đây rồi, phải làm sao đây? Wow. Chậm lại một giây, bước về phía ai đó, ngẩn ngơ ở giữa con gió. Tại vì sao em đang nhớ anh? Khi mỗi ai đang ngơ, là khi người đó còn câu có biết bao nhiêu điều trong lòng sâu kín. Ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ ngạch của ban tổ chức. Thí sinh lát chỉ sợ mất vần, còn ban giám khảo mới là người khổ nhất. Vậy nên, người thí sinh cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi 5 tiếng mới được thi. Ban giám khảo nhịn ăn, nhịn uống, nhịn cả vệ sinh nửa ngày mới được đi. Không lời than, không lời trách. Trách nhiệm cao hơn nhiệm vụ, nên lạc quan, đừng thử thách. Sự ý sẽ này về quan điểm cũ. Ê, không lung lay tinh thần chiến binh. Rap Việt mùa 3 biến hình. Thí sinh đứng trên sàn chính trị, còn ban tổ chức lo liệu tiến trình. Sự kiên định trong từng lời rap tạo ra ban giám khảo ngồi tại đây. I say no với sự lời nhắc thoải mái tinh thần có khi lại hay. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn mọi người ạ. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xa xa thì bạn bè và công việc này đều khổ cũng nhanh thành chiến hóa đi look all the way up feel good all the way down get the money right now get the money right now think to show my stuff cứ một game này nhất định nhất thời nhất động hoàn hảo sao cho tên quán nhân viên sao chỉ nhất là ăn limit nên chất xám không tôi ra mặt thì vẫn còn đang tràn lan anh có bố bên sau này sự như là qua sao phải có bố ở tràng an anh đã tin ca và chúng ta sao tiêu chí của anh là tiết kiệm cầm bút lên anh như là viết chuyện ra sân chưa bao giờ phải tiếp viện bằng bút cây sạc để tìm cả rồi tất cả người đều chẳng tin cho em là tìm cả rồi không biết biết theo anh thì đau theo con thì bầm bề ai suy nghĩ tư duy cả suy con rồi là lướt em một lần là chính cả đời con phải bình tĩnh chuyện này đi lâu tìm cả rồi hơi ồn em ạ, beat hơi ồn, chạm vô cổ á, trông nó phải kiểu ách tính cả rồi, kiểu trông nó kiểu đúng kiểu là tự tin theo dạng kiểu như vậy đấy, chứ không phải là kiểu keng keng nữa, hiểu không? Đấy, cái đấy sẽ là thử thách của em về phần bứt phá chứ không phải là lyrics hay là cái gì nữa. Bây giờ trọng trách của em là biến cái daily của bài này thành cái bứt phá đặc biệt chứ không phải đến nhạc, bởi vì nhạc anh thấy ok rồi. Ok rồi, về học thuộc đi, về tập ấy không? Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.